Hello mọi người. Vừa đi làm xong, bây giờ đi đi gom hàng. Bây giờ tại vì cái Chemic này nó nằm ở trên City. Trên City nhiều Chemic lắm mà mình một số chi nhánh nó hết hàng sale. Nó còn một vài sót lại thôi. Nên mình phải đi ra một cái chi nhánh mới, chi nhánh khác để mình lấy hàng. City đẹp quá mọi người ơi. 4-5 giờ hả? Đẹp quá à. Mình đang đi lấy hàng. Hôm nay chuyến hàng này rất là lớn. Để mình lấy hàng. Đây. Thì ở đây rộng lắm mọi người. Cái chi nhánh này là ở near Finder Station, cực kỳ rộng luôn. Đấy, giờ mình đi cho mọi người coi nha. Đó, rộng chưa? Rộng kinh khủng khiếp chưa? Đây. Đấy. Đó, bây giờ hoa anh thảo còn hai cái cuối cùng mà. Tại vì hoa anh thảo thật sự nó rất là hot nha mọi người. Đây, giờ đi đi. Đây. Trời ơi, có rất là nhiều mặt hàng. Sữa tờ lưa hốc dưa luôn, nhiều lắm. Cái chi nhánh ở trên City này thì nó rộng hơn rất là nhiều so với đây, Calavit của bà bầu hôm nay tới 70 đồng. Trời ơi, nó lên kinh khủng. Bởi vậy mình canh sale lúc nào sale là mình hút cho mọi người chứ. Có rất đây. Rộng lắm. Mặt hàng gì cũng có với mọi người. Ở San Open thì nó nhỏ hơn. Mình không có đi quay dài được, nó nhỏ hơn. Còn đây là quy mô lớn luôn, lớn kinh khủng. Đây. Rồi, hello mọi người, mình đang ở cái khu của collection của cái nhãn hàng Nature's Way. Nature's Way. Đây. Cái sản phẩm này cực kỳ hot nha. Mình đang uống lúc trước da của mình nó bị nhăn á. Cái sau mình uống được một thời gian tầm 6 tháng thì nó phát huy tác dụng kinh khủng luôn. Thứ nhất là da, thứ hai là tóc nó mọc kinh khủng luôn. Nó rụng thì nó sẽ mọc, nó sẽ bởi vì cái là tóc của mình nó rất là dày và mượt nha mọi người. Đây, cái dòng collagen của Nature's Way này thì nó có bốn loại cho mình chọn. Thứ nhất là tablet, là dạng viên. Cái thứ hai là dạng liquid, là dạng chất lỏng nha mọi người. Chất lỏng. Cái thứ ba là dạng dạng kẹo, kẹo dẻo á. Đây. Nha. Nó rất là nhiều sự lựa chọn cho mình. Ai mà mình thấy cái nào hợp thì mình xài thôi. Và có một dạng powder là dạng bột nữa. Thì dạng bột nó nằm ở chắc dạng bột ở đây là hình như chắc hết rồi. Nên có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho mình. Ví dụ ai cảm giác thấy nào tiện thì mình xài. Còn mình thì mình thấy tablet là mình tiện nhất. Ăn xong uống rất là tiện ha mọi người. Rất là tiện luôn. Rồi đây là cái kem nho thay cừu. Mình rất là thích cái kem này. Tại vì cái kem này rất là dễ xài. Không hóa chất, không. Nói chung là cái mùi nó rất là nhẹ, rất là thơm. Thì nó rất là thích hợp cho nhiều loại da. Thì giá rất là bình dân. Thì mọi người có thể kết hợp với cái này là kem nho thay cừu. Thì các bạn có thể kết hợp với viên nho thay cừu hoặc là mầm đậu nành để mình uống. Mình uống ở trong và mình bôi ở ngoài da thì nó có sẽ phát huy tác dụng hơn nha mọi người. Đấy, đây là kem nha. Đây là cái shampoo. Nó công dụng luôn là body wash. Vừa tắm cho baby, vừa có thể gội đầu luôn. Pawpaw Baby, thương hiệu của Healthy Care. Nó rất là thích luôn. Cái chiết xuất từ thành phần là đu đủ. Trời ơi, mình thích cái sản phẩm này lắm. Mình xài, mình cũng đang xài. Mình già rồi 30 tuổi mà vẫn còn thích xài. Tại vì cái mùi nó nhẹ, nó thơm. Với lại nó thích hợp cho những làn da nhạy cảm như baby. Làn da của mình nó cũng trâu bò lắm. Nhưng mà mình vẫn thích xài. Tại vì nó nhẹ, nó làm cái da mình nó mướt, nó mịn.
nha mọi người. Đấy. Ê. Đây. Cái hoa anh thảo cũng có mẫu cũ. Hôm bữa vô thì mẫu mới, bữa nay là mẫu cũ, nhưng mà cái hạn của nó tới tháng tới năm 2020 là 2023 lận nha mọi người. Đây. Tháng 11 năm 2022, tức là 2023 đó. Còn lâu lắc rồi. Rồi, dế lấy cái này chứ. Ba cái. Này cái gì cũng ba cái. Rồi, sugar pellets. Ba cái. À, đây là cái chuyến thứ 6 trong ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra mình tính tiền trước. Rồi cái mình đi lên một cái chemic với lại một phạt maxi khác. Mình đi chuyến thứ 7. Mọi người chốt giúp mình cái order hết trong ngày hôm nay nha. Tại vì cái chuyến này là hết deadline là ngày hôm nay nha mọi người. Thôi bây giờ mình đi tính tiền này. Tại vì sáng nay là chị gom đơn của mọi người. Còn cái đơn của em thì chị phải gom một số cái phạt maxi nữa, thì để có giá tốt hơn cho em. Kết anh này được trả mà không cua được. Ok, thank you. Rồi, trời ơi, cái đơn này của mình nè. Đó, cái đơn của này của mình. Đợt này rất cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà nó nặng thôi. Giờ tao bị sửa hơi bị nhiều, nặng thôi. Đó, đó, đó. Đây là cái receipt, cái bill nhiều lắm. Úp. Đó, trời ơi, mọi người ơi. Đấy, receipt chemical Google. Đây. Nguyên cái đống hàng của em đó, em phải để trên cái nhà bếp thôi chứ cũng không có ấy được đó. Anh em đang đi, anh đang qua anh chở hàng á mọi người, tuần nào cũng phải vậy nè mọi người. Đấy, ghi mã cẩn thận, về gói packaging cực kỳ ok luôn nha mọi người. Tại vì công ty này họ làm chất lượng lắm đó. Bây giờ họ đem về nha, họ sẽ đóng gói từng cái này luôn nè, nên hàng hóa nó rất là trước khi về Việt Nam họ gói kỹ lắm. Bịch với dầu rồi gì đó, chuyên nghiệp chưa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình nha. Thì bây giờ bạn nào hoặc là đại lý nào có nhu cầu mua hàng Úc chính hãng thì liên hệ qua mình hoặc là qua chị ruột của mình ở shop Restore chuyên hàng Úc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả các thông tin địa chỉ shop thì mình sẽ để lại dưới cái video này ha. Ok, thank you các bạn một lần nữa nha. Hẹn các bạn những cái video tiếp theo. Nhớ subscribe kênh của mình nha. Bye.